À, xin chào các bạn, thì Hai Bánh Giống Em đang có khuôn mặt đang có mặt tại cái khu vực trưng bày xe độ. Thì nơi đây có rất nhiều những cái chiếc xe độ đến từ tất cả những cái mọi miền tổ quốc, có cả từ của những cá nhân và cũng có cả từ những cái shop đồ chơi. Bây giờ mình sẽ đi từng qua từng chiếc và tụi mình sẽ cùng nhau tìm hiểu coi là những món đồ độ trên xe này. Thì cái chiếc đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó chính là xe Xeo 150. Chiếc xe này đạt giải nhất trong Yamaha CB diễn ra vào tháng 3 năm 2018. Bây giờ chúng ta cùng điểm. Hai Bánh Giống Em cũng đã từng review con xe này, nhưng bây giờ mình và các bạn cùng tìm hiểu lại xem là chiếc xe này có những món đồ chơi độ nào nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên chúng ta có thể thấy được là xe trang bị một cái gấp N. Rồi, xin cảm ơn hiệp đội Enzo. Cảm ơn Enzo của chúng ta rất là nhiều. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn chúng ta đã dành thời gian đứng tại khu vực này. Nghe hôi và xe cái màu chính của chiếc xe này á được sơn chỉ sắc nha anh em. Ở đây chúng ta có thấy được cái gấp Enzo nè. Được sơn em rút lại với màu chuyển sắc. Trên đây còn có ký hiệu 46 của Tedo Valentino Rossi. Hệ thống phanh đĩa sau thì mình thấy có heo Rambo, logo lớn đối xứng nè anh em, màu xám titan. Về hệ thống ống xả thì mình thấy là vẫn sử dụng bô Akabovic kết hợp cùng cái cổ bô đến từ chất liệu titan và một cái vỉ chống nóng được ốp fiber carbon rất là đẹp. Xe còn sử dụng số gãy có thể tăng đưa được nữa. Các bạn nào chúng ta còn có thể tăng đưa chiều dài của số gãy. Muốn xả con ốc này ra chúng ta có thể tăng đưa được. Mặt đồng hồ LED của Exeter thì có thể bên đạp sau của chúng ta thì sử dụng là bên đạp Rambo luôn. Có thể xem sáng giờ rất là nhiều khách hàng chúng ta thắc mắc về những thông tin này. Đây là một cái lốc máy trong suốt để chúng ta có thể thấy được cái sự hoạt động của bộ nồi bên trong và từng chi tiết nhỏ trên lốc máy đều được thay thế bằng ốc rô ti với màu sắc là xanh rất là nổi bật. Chắc chắn có chương trình chạy test xong cho các bạn luôn nha. Còn ở đây thì chúng ta sẽ được xem. Đầu tiên, bỏ chìa khóa vào nha. Về hệ thống phanh thắng rồi, thì chúng ta có hệ thống phanh thắng đến từ Rambo. Đây là tay Rambo RS19 nha anh em. Bỏ lên. Bình dầu này thì bình dầu đến từ thương hiệu Rizoma. Chúng ta có thể dễ dàng được thấy được cái mức dầu bên trong. Để khi mà dầu bị hao hụt chúng ta có thể dễ dàng châm màu. Ở đây mình bóp thử thì cái tay thắng này bóp rất là dịu. Chúng ta sẽ đè xe lên nhé. Bình thường để chúng ta sẽ không lên à, nếu mà chúng ta bóp như bình thường. Đi qua cái dàn chân trước thì chúng ta có cái hệ thống phục trước ống xe đầu. Và sử dụng cả hai phanh đĩa trước. Và mình muốn bắt được cái con heo Rambo logo lớn này vào cái ống xe đầu này thì chúng ta cũng phải tiện một cái bát lại phù hợp với là cái chân phụt này. Tất nhiên là chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng cái kích thước size này để chiếc con heo nó có thể ăn được hết đĩa. Ngoài ra thì mình thấy là cái phần dàn đầu thì được trang bị cái một dàn ghi đông của chiếc Yamaha Navit gồm cả đồng hồ cùng công tắc. Ở đây là mình không có chìa khóa nên không có thể mở cho các bạn coi được. Nhưng mà cái mình thấy là cái phần ghi đông này thì rất là nhiều anh em đi xe tao cho 50 trang bị cho chiếc xe của mình. Ngoài ra cái chi tiết mà mình cảm thấy cũng rất là đắt giá trên chiếc xe tơ đặc giải như thế này là chúng ta có cái dàn vàng nhám và cả thiết kế yên sâu chúng ta đều được ốp fiber carbon và chất liệu này có giá khá là đắt nha anh em. Cốp xe nha. Chiều sâu có xe của chúng ta được cải thiện hơn một cái xíu so với các dòng mặt trước. Chúng ta có thể để vương một ngoài cái hệ thống phục trước xe đao thì con xe này lại trang bị cái hệ thống treo sâu đến từ thương hiệu Olin. Và thương hiệu này đến từ Thụy Điển. Tuy nhiên nó có nhà máy tại Thái Lan chuyên sản xuất những cái dòng Olin cho xe nhỏ. Ở đây thì mình thấy còn có một cái trợ lực Magic. Thì hiện tại khu vực này nó có rất là nhiều xe. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp những cái chiếc xe tiếp theo. Và mình thấy là mỗi màu sắc của mỗi con xe nó đều khác nhau hết chứ không phải là giống nhau. Xe có xe thì trang bị gấp N, có xe thì là trang bị nguyên một dàn chân phân khối lớn. Và thật sự nếu mà chúng ta đứng đây thì có cảm giác rất là choáng ngợp, bởi vì anh em độ rất là nhiều những cái chi tiết trên xe. Và nếu mà để kể hết thì mình nghĩ là không kể hết được trong một cái video clip này.
đến với dựng kế bên con xe được giải nhất thì chúng ta có một con xe cũng độ nguyên một dàn chân của con gói lớn. Và mình thấy là xe này sử dụng hệ thống mâm Majestini rất là lớn. Và vỏ con xe này sử dụng là vỏ Ferrari. Để mình xem thử coi cái vỏ này kích thước size bao nhiêu cho các bạn nha. Kích thước của vỏ này là 195 nha anh em. 195 trên 65 17. Quá to. Và để tải được cái bộ gấp cũng như dàn chân như thế này thì chúng ta phải sử dụng một cái bộ nhôm sinh dĩa. Nhôm nè anh em, được tiện nè. Ở đây thì mình không có coi được cái số răng của cái dĩa. Tuy nhiên sử dụng cái dĩa nhôm tiện như thế này và nhuộm vàng thì mình thấy cũng màu sắc cũng rất là nổi bật. Nó hài hòa với cái hệ thống vụt sâu cũng giống như cái coi Exciter kia là sử dụng hệ thống vụt sâu Olin. Gấp vụt nào ta. Rồi đi tới một chút xíu nữa chúng ta coi cái thử cái dàn chân trước của nó như thế nào nha. Ở đây thì qua bên cái phần chân thắng đi, mình sẽ chỉ cho các bạn coi một cái điểm đặc biệt của chiếc xe này. Quan trọng là nó ra cái hơi. Mình thấy là cái xe này sử dụng cái hệ thống ben đạp sâu được chế lại. Cái bo này là bo này. Và cái hệ thống đạp ben này thì chúng ta thấy trên những chiếc Ducati rất là nhiều nè anh em. Ben được đặt nằm ngang đến từ thương hiệu Rambo. Và chân đạp nó cũng giống như cái thế của thường thấy trên những chiếc Ducati. Và để bắt được cái bộ này thì chúng ta phải tính toán những cái chi tiết bằng nhôm rất là kỹ lưỡng. Và đa số những cái chi tiết xe trên này ốc đều được thay thế bằng ốc rô ti hết. Thì sử dụng cái cặp mâm Majestini á thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống phục trước upside down. Và upside down này mình thấy là có hành trình ti màu đen nha anh em. Vậy là cái upside down này rớt từ xe phân khối lớn ra nha anh em. À, nếu mà chuyển xe sử dụng bút xe đâu ti đen thì thường thấy là ZX 10 R nè. Ngoài ra còn sử dụng cái heo Rambo 4 bit cho cả hai bên. Thì bởi vì thời lượng của chúng ta review những con xe này có giới hạn cho nên là mình sẽ cố gắng review những con xe nào mà mình cảm thấy là đẹp ở đây để các bạn cùng xem. Thì bây giờ chúng ta đi sơ qua hết đi tới những dòng xe này đi. Quay xe cho anh em coi. Chú ý chân mà đi. Chạy đen vô đi tranh thủ đây, nhưng mà ý là nó là phải để chìa khóa lại nha. Chứ hầm chút phải không mở không được, nó không biết mở. Cũng là gì hết á. Zoom vào dàn chân cho anh em coi đi. Chiếc con xe này á, thì điểm đặc biệt của nó là nó sử dụng gấp sâu KTM và sử dụng tới hệ thống thắng đĩa trước và sau tới 4 con heo Nissin. Và để bắt được hai con heo sau thì chúng ta phải tiện một cái bát CNC gấp sau KTM nha anh em. Mâm thì theo chủ nhân chia sẻ là xài mâm OZ trên sinh nha anh em. Có chi tiết số rẫy của Aprilia nữa nè anh em. Số rẫy Aprilia tháo xe. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Yamaha Super 2018 của Yamaha Motor Việt Nam được diễn ra tại sân vận động Phú Thọ duy nhất một ngày hôm nay. Tất cả người và các bạn nhé. Và chương trình của chúng tôi thì diễn ra xuyên suốt từ bây giờ đến 9 giờ tối. Sau khi đi qua cái gian hàng trưng bày xe độ của cá nhân thì bây giờ mình sẽ đến khu vực trưng bày của những shop nổi tiếng thế giới. Ngoài ra thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng dòng sản phẩm vừa ra mắt phiên bản nâng cấp Exciter 150 của Yamaha Motor Việt Nam.
đó anh em thấy là nếu mà đối với xe những cá nhân để độ thì chúng ta thấy ở những cái shop đồ chơi xe, những món đồ chơi được trang bị trên xe là những món đồ chơi rất là giá trị. Và tất nhiên là cái giá thành của những món đồ chơi đó là không rẻ rồi. Ngoài việc sử dụng những cái dàn chân của phân khối lớn thì những chiếc Exciter này được độ lại cái phong cách của dàn áo cũng của những chiếc phân khối lớn luôn nha anh em. Đi ra ngoài thì mình sẽ cho các bạn coi được là cái việc độ body của xe này như thế nào. Thì tất cả những cái dàn áo này thì mình thấy là đa phần đều được sơn airbrush hết, rất là đẹp. Có hai chiếc đầu tiên ở đây thì chúng ta thấy có số hiệu VR46. Ngoài ra thì dàn áo còn được chế mũ lại. Và những chi tiết nhựa nhám ở trên xe đều được ốp fiber carbon hết. Có thể là nếu mà về cái phần mà chúng ta độ dàn áo mà giống phân khối lớn nhất thì mình nghĩ là hai chiếc xe này đến từ shop đồ chơi xe máy Aeros với lại sơn muộn nhất, thì chúng ta thấy là một con được độ nguyên cái body giống như của Ducati. Sơn muộn nhất thì có độ body kiểu giống như là BMW SRR nha anh em. Và con xe này cũng khá là nổi tiếng trên mạng rồi. Kế bên là của shop đồ chơi xe tốc độ thì sử dụng cái dàn ghi đông giống như là những chiếc nắp nha anh em. Ok, chúng ta đi sơ qua hết về những cái chiếc xe trưng bày của những cái shop đồ chơi xe. Với ba con xe mà mình vừa dẫn các bạn đi ngang thì mình thấy là nó sử dụng cái hệ thống treo sau tương tự cho những chiếc Ducati, là hệ thống treo sau được nằm một bên và đặt nằm xéo rất là đẹp. Cái phục sau được lộ ra và thương hiệu mà những cái shop này sử dụng đó là thương hiệu đến từ Olin Thụy Điển. Ngoài ra thì chiếc xe to này ngoài cái dàn áo, cái điểm đặc biệt là cái dàn áo nó được ốp fiber carbon cả một dàn áo. Xe còn được sử dụng mâm CNC nữa. Cặp mâm này có giá là hơn 20 triệu đồng nha anh em. Anh em có thể thấy được là mâm CNC nè. Đây thì mình thấy con xe này có sử dụng dàn chân của R6. Anh em thấy được là những chiếc xe này được chế tác cái dàn mũ độ body lại nhìn y chang như một chiếc phân khối lớn vậy. Nếu chúng ta không để ý kỹ, chạy lướt qua ở ngoài đường thì chúng ta có khó thể nhận biết được đây là một chiếc Exciter 150. Và ngoài ra chúng ta còn có một cái kiệt tác nữa nè, anh em có thể thấy được cái việc chế mũ và sơn. Cái việc chế mũ và sơn cái dàn áo này rất là công phu nha anh em. Cái hốc gió này mình thấy trên những chiếc R6 nè. Xe thì còn sử dụng cái hệ thống ống xả của BR1 nữa. Quay chút xíu nữa.
cái trời trời. Cái sự khác biệt của cái chiếc Exciter này đó chính là được độ cái phục sâu rất là giá trị, đó là phục nitron. Chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái phục nitron được bắt chè Exciter cho 50 này như thế nào, có đẹp hay không nha. Sử dụng hệ thống treo sau của nitron thay vì Olin thường thấy trên những chiếc xe khác thì chúng ta có điểm khác biệt. Thì cái cây phụt này nó có khác, đó là cái lò xo của nó màu xanh, không biết mình gọi là màu xanh ngọc đi, rất là đặc trưng thay vì màu vàng giống như Olin. Thì xe vẫn sử dụng cái hệ thống gấp sau nè, hệ thống gấp sau này là hệ thống gấp sau của Ducati nha anh em. Và tải cái dàn chân lực lưỡng như thế này thì chúng ta phải sử dụng một bộ nhôm sinh dĩa có dĩa tải rất là lớn, được tiện từ nhôm. Do là xe trưng bày thì mình thấy ở đây có một cái yên solo. Xe qua đây cái này. Ngoài những chi tiết được độ bên ngoài, dàn chân bên khối lớn cũng như là độ body thì những chiếc Exciter này có những chiếc Exciter được độ cả dàn máy bên trong nữa. Thì đứng kế bên cạnh mình đây, chiếc xe này theo chủ nhân chia sẻ cho mình là anh Huy chia sẻ cho mình đó là cái cục máy này là cục máy 65. Chúng ta có thể thấy được là ở đây có một cái lồng ICS. Cái thương hiệu này đối với những anh em mà độ máy rất là quen thuộc. À, 65 tự do thì chúng ta thấy có đây có một cái thất vọng nè. Và việc sẽ sử dụng cái nó cần một cái hệ thống bơm nước liên tục để mà giải nhiệt cho cái cục máy như thế này, chúng ta sử dụng bơm nước rồi. Và tất nhiên là với một cái cục máy 65 tự do như thế này thì ảnh nói là có thể chạy được 1000 km liên tục. Mình cũng đang rất là muốn được chứng kiến cái con xe này. 1000 km là chúng ta có thể đi từ đây ra tới ngoài gần Huế nha anh em, hơn Huế một chút xíu. Thì để vững tay lái thì tất nhiên ảnh cũng phải trang bị một cái trợ lực. Và cái thương hiệu mà ảnh tin dùng là thương hiệu Matrix. Ở đây chúng ta có thể tăng chỉnh được độ nặng nhẹ của trợ lực. Ok, bây giờ hãy cùng hai bánh chấm em ngắm nhìn lại tất cả những dàn xe được đổ ở đây nha anh em. Ở đây mình thấy có hệ thống sau có Olin với bình dầu liền nè anh em. Hai nút chỉnh đều bao. Cây phụ này rất là mắc nha anh em.